Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube Lê Minh Đức CFP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an, nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh dạy học miễn phí, luôn hướng tới các giá trị của phương pháp dạy học hiện đại nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy tiếp tục sửa bài tập giải phương trình lượng giác dùng công thức biến đổi tổng thành tích để đưa phương trình về dạng tích hoặc phương trình lượng giác cơ bản. Sau khi học xong bài này, thầy sẽ giúp các em nắm vững nhận diện phương trình dùng công thức biến đổi và dùng máy tính để giải trắc nghiệm phương trình lượng giác. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập. Câu số 3, phương trình sin 50 cộng với sin 9x cộng với 2 sin bình phương x trừ 1 bằng 0 có một hòa nghiệm là, chúng ta có 4 đáp án. Nhìn vào phương trình lượng giác này, các em thấy có 3 góc 5x, 9x và x. Như vậy có 3 góc khác nhau. Do đó việc giải phương trình này, nếu chúng ta không đưa về được hai góc hoặc một góc thì phương trình này khó có thể giải được. Bởi vậy thì nhìn vào phương trình này, thầy sẽ hướng dẫn các em như sau. Trước hết nhận xét cho thầy hai vấn đề. Một là sin 5x cộng với sin 9x chúng ta sẽ sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích. Sin cộng sin bằng 2 sin cos. Sin của góc đầu tiên là cộng 2 góc chia 2, chúng ta được 7x. Góc của cosin x là 5x trừ 9x chia 2. Như vậy ta đưa về góc trừ 2x. Các em để ý là 2 sin bình phương của x trừ 1 thì bằng trừ cosin của 2x. Vậy thì chúng ta đưa phương trình này về có cosin 2x làm nhân tử chung. Vì từ đó chúng ta có thể giải được phương trình này. Bây giờ thầy hướng dẫn các em giải tự luận như sau. Thầy viết lại phương trình tương đương với sin 5x cộng với sin 9x, sin cộng sin bằng 2 sin cos. Góc của hàm số sin sẽ là 5x cộng với 9x chia 2 là 7x. Góc của hàm số cosin là 5x trừ 9x chia 2 là bằng trừ 2x. Nhưng mà chúng ta có công thức cột đối, có nghĩa là cột của trừ 2x thì bằng cột 2x. Vậy thì viết lại là cột 2x. Tiếp tục, cộng với 2 sin bình phương của x trừ 1 thì bằng trừ cột 2x mà không. Trong phương trình này các em thấy cosin 2x là nhân tử chung, cho nên chúng ta đưa về phương trình dạng tích. Tương đương với cosin 2x là nhân tử chung của 2 sin 7x trừ cho 1 bằng 0. Đây là phương trình dạng tích tương đương với cosin 2x bằng 0 hoặc 2 sin 7x trừ 1 bằng 0. Tương đương với cosin 2x bằng 0, ta viết lại sin 7x sẽ bằng 1/2. Tương đương tiếp cosin 2x bằng 0 thì 2x sẽ bằng pi trên 2 cộng k pi. Sin của 7x bằng 1/2. 1/2 chúng ta thay bởi sin 6x. Như vậy chúng ta được sin 7x bằng sin 6x. Chúng ta đưa về phương trình cơ bản sin x bằng sin alpha. Bây giờ giải phương trình này. 2x bằng pi trên 2 cộng với k pi thì viết lại. 7x sẽ bằng pi trên 6 cộng với k 2pi. Và 7x bằng pi trừ pi trên 6 tức là bằng 5 pi trên 6 cộng với k 2pi. Tương đương với ở phương trình thứ nhất chúng ta chia 2 về cho 2, ta được x bằng pi trên 4 cộng k pi trên 2. Phương trình thứ hai chia 2 về cho 7, ta được x sẽ bằng pi trên 42 cộng với k 2 pi trên 7. Phương trình thứ ba chúng ta cùng chia 2 về cho 7, ta được x sẽ bằng 5 pi trên 42 cộng với k 2 pi chia 7, trong đó k thuộc z. Như vậy trong ba hòa nghiệm này thì có một hòa nghiệm, đó là hòa nghiệm ở đáp án B là đáp án chúng ta cần chọn. Như vậy chúng ta đã giải xong bằng phương pháp tự luận. Bây giờ thầy hướng dẫn các em sử dụng máy tính để giải phương trình này như sau. Trước hết các em phải lưu ý rằng đây là một phương trình lượng giác, cho nên chúng ta phải chuyển cái chế độ đơn vị ra radian. Sau khi chuyển xong thì các em vào menu 8, các em nhập hàm số f là vị trái của phương trình.
để thử đáp án A thì ban đầu các em chọn pi trên 42. Vì chu kỳ của phương trình là 2 pi trên 3. Cho nên với k bằng 3 thì được 2 pi, thầy chọn kết thúc là 2 pi. Và bước thầy chọn đúng chu kỳ của nghiệm là 2 pi trên 3. Sau đó các em nhấn bằng và các em dò bảng fx bằng 0 ở trên toàn bảng. Thì khi đó A là nghiệm. Còn nếu không thì chúng ta chuyển sang đáp án khác cũng tương tự như vậy. Bây giờ chúng ta thực hiện trên máy tính như sau. Trước hết các em thấy trên máy tính có con chữ D. Ở trên màn hình thấy được con chữ. Muốn nói rằng x chúng ta nhập vào là tập hợp các số thực. Cho đó chúng ta chuyển sang chế độ radian bằng cách nhấn Shift Shift Tab. Hai là đơn vị góc, chúng ta nhân 2 là đơn vị radian, chúng ta nhân bằng. Ở đây chúng ta nhập một hàm số. Hàm số này có số bậc ít, cho nên chúng ta không cần phải bỏ rễ x. Bây giờ màn hình đang còn ở chế độ menu 8. Chúng ta nhập sin 5x. Đóng ngoặc. Cộng sin 9x. Đóng ngoặc. Cộng 2 sin bình phương của x. 2. Để bình phương thì kém mình mở ngoặc. Sin x. Đóng ngoặc cho x. Đóng ngoặc để bình phương. Trừ cho 1. Chúng ta kết thúc nhập. Bây giờ thầy sẽ thử đáp án A. Thầy nhấn bằng. Ban đầu thầy chọn pi trên 42. Cái nhấn shift nhân 10 mũ x mà thầy hay nói tắt là shift pi đó. Em chia cho 42. Nhấn bằng để chuyển sang kết thúc. Kết thúc là 2 pi. Shift pi. Nhân bằng để chuyển qua bước. Bước là kém chọn đúng bằng chu kỳ của nghiệm là 2 pi trên 3. 2 shift pi. Chia 3. Nếu chỗ này các em chia bước không đúng thì máy tính sẽ báo lỗi. Do đó cũng dễ phát hiện ra cách làm sai. Các em nhân bằng tiếp. Bằng tiếp. Bây giờ các em dò. Các em thấy fx bằng 0, dòng thứ nhất, dòng thứ hai fx cũng bằng 0, dòng thứ ba fx khác 0. Vì A không phải họ nghiệm của phương trình. Chúng ta trở lại đáp án B. Bằng cách nhấn AC, chúng ta nhấn bằng. Đáp án B ban đầu cũng chọn pi trên 42. Chúng ta nhân xuống. Kết thúc chúng ta cũng chọn 2 pi. Chúng ta nhân xuống. Bước thì chúng ta chọn chu kỳ của nghiệm là 2 pi trên 7. 2 shift pi chia cho 7. Bằng. Bằng tiếp. Các em để ý. Hàm số f có giá trị 0 hết. Và các em để ý, trên đường tròn lượng giác từ 0 đến 2 pi, số thứ tự là 7, có nghĩa là có 7 điểm cuối của cung nghiệm của phương trình đối với họ này ở trên đường tròn lượng giác. Như vậy, qua bài hôm nay các em đã hiểu cách nhận diện một phương trình biến đổi tổng thành tích và chúng ta đã giải hai cách. Đây là hai kiến thức cơ bản. Đặc biệt là kỹ năng dùng máy tính để tìm nghiệm của phương trình. Các em thấy rất nhanh. Ở đây là thầy không phải giải mà thầy hướng dẫn các em giải, cho nên có thể nó dài. Còn các em nếu bấm máy tính nhanh thì bài này làm rất là nhanh. Như vậy bài học hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. YouTube Lê Minh Đức GSP hoặc website gsplêminhduc.com. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.